chọn các chức năng của phần mềm. Khu vực này là thanh công cụ ra sử dụng các chức năng của phần mềm. Nó không khác gì ở thanh menu này mà nó được hiện đây. Mình thấy nó sử dụng dễ hơn ở cái thanh menu này. Còn ở bên trái, ở bên phải là cái phần màn hình để cho chúng ta xem trước video chúng đang làm. Và bên dưới thanh timeline chứa các hình ảnh nhạc video của bạn sẽ hiện ở đây, chuyển các thứ. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu quay màn hình, các bạn ấn vào record the screen. Chia sẻ về động tác chắc chắn phải xóa, nếu bạn làm sai nhau thì nên xóa.